Tết này mấy bà không có cần mua đồ lai rai đâu, làm thử cái bắp bò ngâm mắm này ăn thử đi, tao nói ngon nhất cái nách luôn á. Đây là cái công thức mẹ tôi chỉ á, Tết năm nào nhà tôi cũng làm để đãi khách hết trơn. Mà đãi khách á thì ít, còn anh em tôi ăn á thì nhiều. Bởi vì cái bắp bò á giòn giòn dai dai, cái vị mặn mặn chua chua ăn dính lắm. Chưa làm á thì cứ nghĩ là khó, nhưng mà làm rồi thì dễ lắm mấy bà. Mấy bà ra chợ mua bắp bò về rửa sạch. Nếu mà bên ngoài nó có mỡ nhiều á thì mấy bà lóc ra rồi xong dùng dây quấn lại. Quấn như vậy nè, để một hồi mình luộc á thì cái cục thịt nó sẽ đẹp hơn. Giờ mình xào quế hồi với lại tiêu xanh rang cho nó thơm lên. Rồi mấy bà cho nước sôi vô, xả đập dập nè, hành tây một củ, vài lát gừng. Rồi mình cho bắp bò vô mình luộc nha. Nếu mà luộc bằng nồi thường á thì khoảng 50-60 phút là nó chín. Còn mà luộc bằng nồi áp suất á thì khoảng 25 phút là ok rồi đó. Trong khi đợi bắp bò chín á thì bây giờ tôi làm thêm một cái hũ ớt xiêm ngâm nữa nha. Bình thường mà ăn cái ớt xiêm xanh này nó rất là cay, nhưng mà để ngâm đi nó không có còn cay luôn á mấy bà, mà nó thơm lắm. Ớt xiêm xanh á thì trần qua nước sôi rồi vớt lên rồi để ráo. Quay sang cái bắp bò nó cũng chín luôn rồi nè. Trời ơi, cái nồi ta nói nó thơm phức luôn á. Bắp bò mà luộc xong á thì vớt ra để vào thau đá nha. Giờ quay qua làm cái công thức nước mắm để ngâm bắp bò nè. Cái công thức tỷ lệ này thì mấy bà cứ theo tôi mà làm nha. Một mắm, một đường, hai nước, nửa giấm. Đó là nhà tôi ăn, chứ mấy bà là phải cân đo lại nha. Bởi vì người ăn nhạt, người ăn mặn rồi người ăn ngọt nữa. Tùy mình ăn sao thì mình nêm vậy thôi. Nhưng mà ngâm cái này thì phải dùng nước mắm ngon nha. Cái chai tôi đang dùng á là nước mắm Chinsu cá cơm Biển Đông nè. Cái vị thì không có bị mặn gắt mà cái màu đỏ nâu rất là trong luôn. Cái vị thì thơm ngon, đậm hậu ngọt cá nè. Cái chai Chinsu Biển Đông này là tôi thấy có mặt ở Mỹ, Úc, Canada, châu Âu, Nhật Bản luôn rồi đó. Mấy bà nấu quà tang đun sôi lên rồi mình để thiệt là nguội. Nhớ là phải để nguội hẳn luôn nha. Bắp bò thì mấy bà nhét vô một cái hũ thủy tinh sạch. Nhớ là cái hũ thủy tinh là mình phải rửa qua nước sôi, xong rồi mình hong cho nó khô thiệt là khô. Rồi mấy bà cứ sắp cái bắp bò vô cho đầy đi, nhớ là cho thêm tỏi, ớt, tiêu để cho nó thơm nha. Nước mắm mà nguội rồi mấy bà đổ vô cho nó ngập thiệt là ngập luôn. Ngâm cỡ 2 ngày thôi là mình đã ăn được rồi đó. Ớt xiêm xanh thì mấy bà cũng theo cái công thức nước mắm hồi nãy mà làm thôi. Bỏ ớt vô hũ rồi chế cái nước mắm vô. Tôi thấy là khoảng 1 ngày là ớt xiêm xanh là ăn được rồi đó, nhưng mà để càng lâu là nó càng ngon nha. Sau 2 ngày cái hũ bắp bò của tôi nó vàng vậy luôn nè mấy bà. Mở cái nắp ra ha, tao nói trời ơi thơm ơi là thơm luôn. Chiến này cái hũ này tôi ăn trong 1 ngày là sạch luôn quá. Cắt ra thì miếng bắp bò giòn dai dai mà vị chua chua mặn mặn ngọt ngọt nữa, ngon lắm. Ăn kèm với lại cái ớt xiêm xanh này tao nói siêu hợp luôn. Nên Tết này mà chưa có biết làm cái gì thì mấy bà làm thử cái món này nha.